What's up, bạn trở lại với vlog của Trung. Thì cũng lâu rồi thì Trung mới ra lại vlog. Ok, thì bữa nay là chúng ta sẽ tiếp tục với lại cái series Big and Rip, cái ngày Chess Day ha. Thì là cái ngày cuối của giáo án. Thì sorry mấy bạn là cái video ra hơi trễ để mấy bạn phải đợi, nó không khớp với giáo án lắm. Thì finally là chúng ta cũng có ha. Thì bài đầu tiên chúng ta, ở cái bài đầu tiên chúng ta sẽ superset ha. Chúng ta sẽ superset giữa cái bài Cable Crossover là cái bài ép ngực với cáp, với bài là Tricep Chest Dip là cái bài mà chúng ta sẽ hít xài kép cho phần ngực ha. Là hai cái này đều là 7 set hết. Thì như Trung đã nói những cái ngày trước đó là FST7 ở cái phase thứ 2 nó sẽ đưa lên đầu tiên, thì nó sẽ rất là không phù hợp với lại những cái bạn nào mới ha. Trung lưu ý với bạn là Trung đã lưu ý với bạn là những người mới không được tập cái giáo án này ha. Thì những người nào đã tập qua FST7 rồi và cũng đã có kinh nghiệm tập khoảng từ 2 đến 3 năm á thì Trung nghĩ nó sẽ khá là phù hợp hơn. Ok, thì nhớ là mấy bạn nhớ warm up cho Trung là cái phần upper trước, sau đó là chúng ta sẽ vô warm up với lại những cái bài ép cáp này trước một set thôi, cho cái cơ thể chúng ta nó quen dần cũng như nóng lên dần, nên là đừng có vô mà chơi nặng liền ha. Thì nhớ là 7 set ha, nữa mỗi set chúng ta sẽ nghỉ từ 40 giây thôi ha. 40 giây thì đây là set cuối cùng, thì chúng chỉ quay có 3 set thôi. Thì set đầu tiên, set thứ hai, set thứ ba và set thứ bảy này ha. Thì cái này là Trung lưu ý với bạn là lúc mấy bạn ép cáp, mấy bạn đừng có nhìn xuống như Trung ha. Do là nhìn xuống như vậy á, nó sẽ không có tốt lắm cho cái phần chúng ta cảm nhận cơ. Mấy bạn nhớ nhìn lên trên, đừng có nhìn xuống dưới như Trung ha. Còn ở cái bài dip này thì mấy bạn lưu ý giúp Trung là mấy bạn chỉ lên vừa thôi, đừng khóa cùi chỏ nhiều ha. Như vậy nó sẽ vào cái phần ngực của chúng ta tốt hơn một chút ha. Ok, thì đó là cái lưu ý của chú Trung ở hai cái bài đầu tiên này. Hey, what's up các bạn. Hiện tại thì chúng đang ở Sài Gòn Sport Club quận 7. Hồi đây là Trung xuống đây tập. Thì cái lý do thì xuống đây tập thì Trung sẽ nói với bạn sau ở nhà. Ok, tiếp theo thì chúng ta sẽ qua cái bài Dumbbell Incline Press ha. Thì ở cái bài này thì mấy bạn cũng có thể thay thế bằng cái máy robot hoặc là tập bằng cái máy Hammer Strength để gắn bánh tạ vô cũng được, để cho phần ngực trên ha. Thì do lâu rồi Trung không có đẩy ngực trên dumbbell, thì thành ra bữa nay là Trung sẽ tập dumbbell nặng nặng một chút ha. Cái cục đó là cục 30kg. Thì mấy bạn, nếu mấy bạn chưa quen, mấy bạn nhớ warm up nhẹ một chút ha, một set cỡ cục 20kg hay gì đó. Thì đây là set thứ 3 của Trung là cục 36kg. Thì bài này khá là quen thuộc với mấy bạn rồi, nên thành ra là Trung cũng không có lưu ý gì lắm ở cái bài dumbbell incline này. Thì nhớ là nếu mấy bạn có thể hơi xoay cái cổ tay lại một chút cũng được ha, để hạn chế cái áp lực nó vào cái phần vai ha, để tránh hạn chế nó ảnh hưởng cái rotator cuff của chúng ta. Đó là lý do tại sao mà ở đầu mỗi buổi chúng ta, Trung đều nhắc với bạn là warm up cái rotator cuff rất rất là kỹ. Bởi vì là nó là gần như là sử dụng ở tất cả các ngày upper, trừ cái ngày lower ra thôi. Thực chất cái ngày lower chúng ta warm up rotator cuff cũng được, tại vì chúng ta sẽ cầm cái thanh bar, nhiều khi nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cái phần vai á ha. Ok, thì qua bài thứ tiếp theo, đó là bài thứ 3, đó là leverage flat press. Thì cái này như cũng nói với bạn cũng được, mấy bạn cũng có thể tập dumbbell, mấy bạn cũng có thể tập cái máy robot hoặc là cái máy hammer strength mà dạng dạng như là cái máy chúng đang tập ở trong video ha. Thì đây cũng là cái dạng máy gắn bánh tạ. Thì ở Sài Gòn Spark Club là có rất là nhiều cái loại máy của Star Stretch rất là best, rất là nặng luôn á. Nó nói chung là nó rất là real luôn á, tạ rất là thẳng, tạ rất là nặng, sau đó đẩy rất là phê ha. Thì nếu mấy bạn thích, mấy bạn có thể đến với Sài Gòn Spark Club và join với Trung. Hiện tại là Trung đang có 2 tháng membership ở đây, và mấy bạn có thể lại join và chúng ta có thể quay clip với nhau ha. Nếu như mấy bạn hiện tại đang tập ở Sài Gòn Spark Club và coi video của Trung, thì nếu mà có thấy Trung tập buổi tối thì có thể lại reach out nói chuyện này nọ kia. Ok, Trung rất là thích nói chuyện với mấy bạn. Ok, thì đây là set thứ 4, là 40kg mỗi bên, là cũng chua lắm rồi. Dạo này đi làm nên sức nó xuống nhiều lắm mấy bạn, thành ra là cũng không có chơi nặng được như cái hồi mà chúng ta còn đi học, là hơi là rảnh. Ok, sau đó là bài tiếp theo là bài back deck chest fly 4 set 8-12 rep. Thì đây cũng là bài cuối cùng của cái ngày ngực, thì nó cũng khá là đơn giản, nó cũng là đơn rất 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 là dễ luôn. Thì hy vọng mấy bạn thích cái ngày ngực này ha.
Thì ở cái bài này là chúng ta sử dụng cái máy backdeck này, thì đa phần là các phòng cũng có cái máy này. Hoặc không thì mấy bạn cũng có thể fly với lại hai cái dây cáp mà chúng ta lấy cái ghế bench ra, chúng ta đặt ở giữa, chúng ta có thể fly ha. Hoặc là chúng ta sẽ tập với lại cục dumbbell cũng được, thay thế thôi. Nhưng mà bài này thì nó sẽ rất là tốt hơn ha, tại vì nó là cái machine, nó sẽ giúp cho chúng ta control được cái form chúng ta dễ hơn và nó sẽ tác động rất là tốt ha. Thì cái bài này là nếu mấy bạn thích thì mấy bạn có thể sử dụng tempo một chút cũng được, lại lúc mà đưa vô các bạn squeeze lại, các bạn giữ lại, và lúc nhả ra chúng ta sẽ nhả từ từ một chút đó, thì như vậy nó sẽ là một cái dạng tempo cho cái bài này. Ok, thì hy vọng mấy bạn thích cái ngàn ngực FST7 này ha. Thì những video sau là chúng sẽ chuyển qua một cái dạng giáo án mới khá là hay, tập trung vào tempo nhiều hơn. Ok, thì mấy bạn thích thì nhớ like, share và subscribe cái channel của chúng ha, và sẽ còn những cái video ở phía sau nữa. Peace. Hey yo, bây giờ là chúng mới tập xong thì bây giờ là sẽ uống protein. Uống protein. Thì bên đây là chúng có đem một scoop của My Protein, thì cái mùi này là mùi mocha, là mùi đây là mùi mocha là mùi giống như mùi cà phê rất là thơm ha. Thì đây cũng là cái bình My Protein mới mà chúng mới nhận được, đó là bình Ambition Fuel. Ok, của My Protein luôn. Thì đây là cái mùi mút. Cái mùi này nó thật là ngon, cực kỳ ngon. Yo, what's up mấy bạn, đã trở lại với vlog của Trung. Thì bữa nay là Trung sẽ tiếp tục lâu rồi Trung chưa có làm một cái clip unboxing của MyProtein ha. Thì dạo gần đây là Trung rất là bận, chắc có lý do là mấy bạn cũng biết là Trung đi làm rồi. Thành ra là Trung sẽ không cần phải giải thích nhiều nữa. Đi làm 8 đến 10 tiếng một ngày lận nên thật sự rất là bận ha. Thì bây giờ Trung, đây là cuối tuần, thành ra là Trung sẽ có nhiều thời gian hơn để tập trung làm vô vlog. Và hôm nay sẽ quay cái video unboxing cho các bạn xem. Và cũng hy vọng là các bạn thích cái FST7 Big and Rip ngày ngực ha, ở lúc đẩy ở phía trước. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ đến với lại cái thùng đầu tiên. Thì đợt này chúng ta, hôm nay đợt này chung sẽ gom hai đợt vô unboxing một lần cho các bạn xem. Thì đợt đầu tiên là cái này. Thì đây là cái đợt trước của cái đợt vừa rồi ha, là có một cái hộp này ha, là có một cái hộp màu đen này, đi kèm với cái áo My Protein này, rất là đẹp ha, đây là rất là fit luôn. Cái này nó là seamless hay sao á, nó là seamless rồi. Giờ chúng sẽ mở cái hộp cho các bạn xem. Trong đây là Ambition Fuel My Protein. Thì trong cái hộp này lúc nãy là mấy bạn coi video ở đầu video á, là có cái bình shake mà chúng nói là mới có, thì nó đi chung trong cái hộp này luôn. Nên là giống như là cái hộp hàng tháng của My Protein, mà kiểu như là họ sẽ mix rất là nhiều thứ vào trong này và bán theo từng cái kiện như thế này ha. Ok, thì ở trong này là có rất là nhiều thứ. Thì hình như cái này là chuyên, cái này là sẽ đi theo từng chủ đề á, của từng tháng. Thì chủ đề này là chuyên về hình như là kiểu dạng như amino acid này nọ, với lại là những cái fatty acid tốt. Ok, thì đầu tiên là hũ BCAA plus ha, nghĩa là dạng BCAA dạng viên. Thì lần đầu tiên như cũng mới biết á, thành ra có cũng biết là dạng soft gel rồi, nhưng mà đây là dạng viên cứng ha. Thì đây là hộp đầu tiên. Sau đó là sẽ đến COA là một trong những cái fatty acid tốt, là những cái chất béo rất là chất béo tốt ha. Nó nhìn giống như dầu cá vậy á, nhưng mà nó là một trong những cái fatty acid rất là tốt. Hũ thứ hai và hũ thứ ba là omega 3, quá quen thuộc với mấy bạn rồi ha. Nó trong một viên này là có 300 mg. Ok, và hũ tiếp theo đó là hũ daily vitamin, là đây là daily vitamin, có nghĩa là nó sẽ ít hơn cái hũ alpha man.
nhưng mà cái này thì nó bổ sung nhiều hơn về những cái vitamin chính như là A, D, E, C này nọ, B, chứ nó không có tổng hợp nhiều như là trong cái hũ Alpha Men mà Trung đã quay những cái video trước ha. Ok, thì đây là hũ Daily Vitamin. Và những sample khác như đây là cái bịch My Range, cái này là pre-workout ha. Thì việc chúng ta thành phần ở đây họ không ghi, nhưng mà chúng ta thành phần là chúng biết đây là pre-workout rồi. Citrulline nè, có creatine nè, có beta alanine, nên là biết cái này là pre-workout rồi ha. Ok, ở đây tiếp theo sẽ là protein mud cake mix. thì cái này đó là cái mud cake mix với vị chocolate flavor. Thì cái này là cái để làm bánh. Theo như Trung đọc thì đây là dùng để làm bánh, thì Trung chưa thử cái này. Nhưng mà trong đây là serving là 50g, có 25g protein luôn. Và trong này có mix cả rất là nhiều loại protein với nhau. Thì đây là cái flavor protein cake, có nghĩa là chúng ta dùng cái này để chúng ta làm bánh. Và chúng ta sẽ làm pancake cũng được, Trung nghĩ vậy. Chắc là Trung sẽ làm sao. Ok, thì đây. Và tiếp theo sẽ là một cái sample cookie and cream flavor My Bar Zero. Cái này là protein bar ha, cũng không sao lạ lắm mấy bạn, protein bar. Và tiếp theo, cái sản phẩm cuối cùng trong cái hộp này đó là Dark Chocolate Berry Flavor Protein Cookie. Đây là cookie protein ha. Thì cái cookie này rất là ngon, cực kỳ ngon luôn. Bữa chúng ta ăn một cái rồi, nhưng mà cái dạng này là dạng khác. Hình như cái này là dành cho nữ. Cái màu này là dành cho nữ ha. Cái này trong này là có 25g protein, một cái bánh chút tẹo vậy thôi mà được 25g protein là bằng một cái scoop whey luôn á. Thì đây, ok, tiếp theo thì chúng ta sẽ qua cái kiện hàng của tháng này. Thực chất thì cũng phải là kiện hàng của tháng này, nhưng mà là nó là một cái kiện hàng đặc biệt riêng về sinh nhật của My Protein. Ok, thì bây giờ nó nằm ở dưới đây, chúng sẽ lấy cho các bạn xem. Đây sẽ là thùng hàng đặc biệt của My Protein. Đây là cái thùng hàng mà gửi về dạng sinh nhật của My Protein ha. Ok, thì chúng ta cắt sẵn. Có rất là nhiều cái bình shake ở đây. Đầu tiên đó là một cái bình shake rất là quen thuộc, đó là cái bình 600ml shaker. Cái này rất là quen thuộc ha. Mấy bạn ai, hình như ai cũng có cái bình này. Tiếp theo sẽ là một cái bình có cái ống hút của My Protein rất là cool. Đây các bạn có thể thấy nó nắp màu đen và có cái ống hút luôn. Và chúng ta sẽ có cái ống hút ở đây để chúng ta hút nước ra, để lấy chung để chung coi thử xem nó xài sao. Và đây là một cái khăn tắm hay là một cái khăn đi tập gì đó của My Protein, nhưng mà nó gọi là hand towel, có nghĩa là như khăn nhỏ để chúng ta đi tập gì đó. Rất là cool, có cả khăn của My Protein luôn ha. My Protein làm rất là nhiều thứ. Ok, và tiếp theo đó là cái bịch Impact Whey Protein, nhưng mà cái mùi của nó rất là đặc biệt. Đó là mùi birthday cake, đó là mùi bánh sinh nhật ha, rất là đặc biệt. Thì hy vọng là mấy bạn có thể lên trang web của My Protein và xem rằng hình như là họ vẫn còn đang bán cái mùi birthday cake này. Thì chúng chưa thử vì nó còn nguyên siêu nè, thành ra là không biết là nó ngon hay không. Nhưng mà nói chung là chắc là video sau chúng sẽ review cho các bạn coi cái này ha. Và sản phẩm cuối cùng thôi, rất là đơn giản, đó là một cái water enhancer. Không biết cái này là gì luôn á, nhưng mà được 20 serving cherry, mùi cherry cola flavor. Hình như cái này là dạng giống như là gọi là gì ta? Hình như là bổ sung. Hình như là chúng ta sẽ đổ cái này mấy giống như là siro vậy á, cho vô trong chung với cái bình nước của chúng ta, cho vô cái bình nước này chung với cái water enhancer này á, thì nó sẽ bổ sung cho ta những cái vitamin rất là nhiều thứ ở trong này. Có bổ sung vitamin nè, rồi có cả protein carb này nọ kia nữa. Rất là lạ ha. Đây là cái sản phẩm mới của My Protein, nó sẽ mix với nước ha. Thì chắc chúng sẽ review cái này sau. Ok, yes. Thì đó là những cái sản phẩm của cái thùng này, đó là thùng thứ hai của My Protein, kèm với một cái lá thư Happy Birthday của My Protein được 14 năm ha. Đó là Let's Celebrate 40 Years of Feeling Ambition. Đây là 14 năm thành lập của My Protein. Ok, thì cùng chúc mừng sinh nhật của My Protein ha. Ok, thì đó là ngày sinh nhật của thì đó là sinh nhật của My Protein. Thì các bạn có thể lên trên trang web theo cái đường link Trung để ở dưới phần description box.
phần miêu tả thì các bạn vô cái đường link đó, cái code của Trung vẫn là TrungVN30, vẫn sẽ sử dụng được. Thì hiện tại như đang giảm 25% với cái code của Trung. Ok, thì hy vọng các bạn thích cái video này, nhớ like, share và subscribe. Peace. Và thì cái lý do mà hiện tại Trung đang tập ở Sài Gòn Sport Club đó là tại vì là hiện tại là Trung đang kết hợp với lại Sài Gòn Sport Club ha. Thì Trung được 2 tháng membership ở đó, và cái phòng gym ở đó cực kỳ đã luôn, rất là bự và cũng rất là nhiều cái máy đa dạng để tập. Thì hy vọng là Trung sẽ có nhiều cơ hội hơn để quay vlog ở Sài Gòn Sport Club ha. Thì hy vọng mấy bạn ở đầu video mấy bạn cũng đã thấy được cái cũng một phần toàn cảnh của cái phòng gym. Thì hy vọng là lần sau, cái vlog sau thì Trung sẽ cầm máy đi dạo vòng quanh Sport Club, và nói chung là dạo vòng quanh phòng gym trước cho mấy bạn xem. Và ở phía ngoài của Sài Gòn Fox Sport Club là rất là nhiều những cái sân tập võ, CrossFit rồi Muay Thai, quá trời luôn. Thì Trung sẽ cố gắng review hết tất cả cho mấy bạn xem cái Sài Gòn Sport Club trong vòng 2 tháng mà Trung tập ở đó. Thì hiện tại Trung nằm ở quận 7 và thật sự thì đi tập ở quận 2, chúng ta đang ở quận 2, thì thật sự đi tập ở quận 7 cũng là một cái cản trở khá là lớn về cái thời gian và cũng như là cái kẹt xe để đi qua đó tập. Nhưng mà chúng sẽ cố gắng để qua đó và nói chung là làm nhiều cái video hơn. Thì tiếp tục cái series sau này tập luyện của Trung á, thì mấy bạn cũng đã biết là cái ngày ngực vừa rồi là cũng là kết thúc cái series tập Big and Rip FST7 rồi. Thì đó là phase thứ 2, cũng khá là đơn giản ha. Nhưng mà sắp tới là Trung sẽ tập cái giáo án là kiểu dạng như là tập về tempo, tập về nhiều về cái tempo nhiều hơn. Có nghĩa là trong những cái bài tập thì nó sẽ có kèm những cái tempo tùy theo bài ha. Thì lúc đó thì Trung sẽ đi sâu hơn để cho mấy bạn biết. Đó là cái những cái gì đó sắp update cho mấy bạn ở trong video tiếp theo. Đó là tập nó chung là đa dạng hơn ha. Nhiều cái kiểu bài tập, không có kiểu giảm như là mỗi tuần là mỗi cái ngày ngực khác nhau, kiểu vậy. Ok, see you, peace.